Hai, chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại anh em là cách ghép chim chích chà lỗ sinh sản ha mọi người. Tại vì thật sự mà nói là có nhiều anh em cũng vẫn hỏi mình, thì thật sự mà nói mình cũng không biết lý do gì. Nhưng mà mỗi người sẽ có một cách ghép khác nhau mọi người. Riêng mình thì mình thường là mình sẽ vận dụng cách của mình, thì là mình sẽ thả cùng một lúc hai con. Thì nếu mà anh em hôm nào mà có cách khác á, thì anh em có thể sử dụng cách khác. Nhưng mà sự mà nói là do mỗi người một ý thôi, ai làm theo gì thì phải là sự nói chung là vận dụng được tốt những chú chim của mình thì cứ làm thôi mọi người. Dù mình á, mình ghép thậm chí là cái AV khá là bé vẫn đẻ được mọi người, thì anh em nào cũng biết cái AV này của mình ha. Đây mọi người cũng nhớ ha, cái AV này là chim nó vẫn ghép bình thường, ngang nó chỉ có 60 thôi mọi người. Đây nè mọi người, mình gan này, một gan tay của mình là tầm khoảng 20 hơn một nè, 2 nè, 3 ha, mọi người thấy không? Thì ngang nó chỉ có 60 mọi người. Thì cái AV này thì mình dùng để mình ghép chiếc chà lũa, nhưng mà đợt đó là mình đã bắt ra rồi, mình bắt ra ra mình nuôi lông, thì cái AV này mình vẫn chưa thả lại mọi người. Do ở đây á, thì thường mà ghép như thế này mọi người thấy không? Mình có một cái lùm nè, cái ổ mình đặt lút trong góc bên kia. Đây mọi người thấy không? Ổ mình không góc đó, đây mình có cái lùm cây che lại, thì chủ yếu là mình phải che luôn mặt lập tổ bên kia đúng không mọi người ha. Mình thì che là với lại mình đặt cái vị trí này được một cái là mình đặt nó ở dưới cái bóng cây luôn mọi người, cho nên là khá là mát. Thì mình cũng có nói với anh em á là ghép như thế này để ghép những con chim thuần thôi, còn ví dụ bổi là em không ghép cái này được đâu, bổi là anh em phải ghép rộng hơn. Nhưng mà thì cái đó là mình hướng dẫn cho anh em là cách mà để anh em có hỏi là ghép chim ở, nói chung ở nhà trọ hay là ở nơi mà kêu bằng là ít cái diện tích không có mọi người. Còn như ở đây hồi trước thì con trống này, nếu mà anh em nào thường xem video hồi năm mấy của mình á, thì con này là con trống 23 năm siêu tôm. Thì con trống là trống khi của con em mình nó đưa. Và con máy này là con máy con, đuôi đợt trước của nó là 13-7. Bây giờ mình nghĩ là chắc nó hơn rồi mọi người thấy nó không? Bây giờ thì nó là rớt mép mọi người. Thì mùa rồi là nó 13-7 rồi. Mùa này thì mình nghĩ nó chắc cũng cỡ 14 hơn á. Thì nhìn đuôi nó cũng khá là dài. Và cặp này á, thì đẻ con trống nó rất là hang mọi người. Nó hay đá con máy lắm. Cho nên á, là mình bỏ cây như thế này vô mọi người thấy không? Thì cây này là mình bỏ từ lúc đó cách đây đã là 1 năm rồi mọi người, nhưng mà lá nó vẫn không có rớt bao nhiêu hết. Mọi người biết đây là cây gì không? Đây là cây nhãn. Và anh em chắc cũng có những, nếu mà anh em là thường xem video của mình sẽ biết lý do vì sao những cái cây của mình vẫn để lá và mình không tuốt lá ha. Thì đây chính là cách của mình, đó chính là những cái gọi là con chim trống nó dí con máy hoặc con máy dí con trống khá là nhiều ha. Đây là quá trình để khắc phục được những cái hiện tượng là đánh nhau đó. Là những cái lá này thì chim nó sẽ núp ở trong lá này, và con trống hoặc con máy nó dí á, thì nó nói chung là nó dí nhau một hồi là phải sẽ có một con đi núp, thì nó sẽ núp ở trong những cái bóng lá bóng cây như thế này. Thì như vậy là con chim của mình nó sẽ thở là nó được nghỉ mệt và không có kiệt sức dẫn đến chết. Nhưng thường thì sẽ đánh nhau dí nhau kiệt sức chết, có nghĩa đó chính là lý do là thiếu thức ăn không mọi người. Thì thức ăn bữa nay mình hết rồi mọi người thấy không, mình bỏ tới 3 máy thức ăn lận, và thậm chí ở trên đó mọi người thấy không, mình thả giới và thả tứ tung trong này luôn, thì nó ăn bao nhiêu nó ăn, rồi sảy lớp sảy gì đó thì kệ nó, còn sâu mọi người thấy không, nó là thì bằng hết rồi. Cho nên là mình phải bỏ nhiều nơi như thế này nè, rồi để thí dụ con trống nó ở đây nó ăn á, thì con máy nó sẽ ăn ở bên này. Thì nói chung là mình không nên là để thức ăn ở một chỗ mọi người. Ở một chỗ thì một con ăn và một con kia nó sẽ không ăn được. Và như vậy thì ví dụ mỗi con kia mỗi lần là ăn con trống nó dí thì nó cũng đá và nhịn ăn nhịn đói khác rồi sẽ chết. Và thậm chí là dí mệt quá cũng chết. Mà dí mệt quá thì có những cái lùm như thế này đó mọi người thấy không? Con trống nó mất tiêu rồi, giờ mình ở trong đây mình ngồi vậy mình còn không thấy nữa đó, quay anh em thấy. Đó con máy mình thấy sơ sơ đó, mình ở đây mình thấy được con máy, còn đóng anh em đâu thấy đâu phải không, nó núp ở trong những cái tán lá này rồi. Thì chim nó cũng như vậy thôi mọi người, khi mà nó dí nhau á thì nó sẽ núp
và con trống hay là con mái nó sẽ không thấy nhau được. Và nó không thấy thì nó sẽ con hồi phục lại sức khỏe nó tí, nó sẽ bay đi tiếp mọi người. Nó bay tiếp thì có thể là nó lại đây nó ăn. Thì cho nên là giới thì còn cái việc mà anh em nói là làm sao để cho nó chịu cặp hay gì đó, thì thật sự mà nói thì mình ghép như thế này thì nó đã quen rồi mọi người. Còn cái việc mà để kẹp chim thì mình không có kẹp mọi người. Thì thường thì anh em sẽ kè chim vì anh em sợ là nó sẽ đánh nhau đến chết. Thì mà đánh nhau thì anh em nên làm như mình như thế này là sẽ không đánh nhau được mọi người. Còn nếu mà anh em mà sợ thì anh em có thể kè, mà kè đó khi nào chịu thì mình cũng chịu thua luôn mọi người. Có những con học đồ kè xong mà đứng nó hót 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 liu là nó đi gió chung với nhau á, nhưng mà thả ra nó vẫn giết bình thường mọi người. Tại vì lúc đó ví dụ là con trống nó căng quá hay là con mái nó căng quá, nó sẽ đánh con trống và ngược lại mọi người, thì hai con sẽ dí đánh nhau. Cho nên là anh em cứ đây, ổ tổ của mình thì mình kế trên này, tổ của mình thì mình làm bằng tay hết mọi người. Nói chung mình làm tự làm hết, cái AV này cũng mình tự làm luôn mọi người. Ngang của nó 1m2, dài sâu là 1m7, cao lên là chỉ có 1m thôi mọi người. Từ dưới này lên tới trên nóc là 1m. Và ton thì mình lọt trên này hết và mình che một nửa. Và đây dạo này trời mưa mọi người cho nên mình che thêm một tấm này. Đây mình che cái tấm này đây nè. Thì vẫn có nắng bình thường nha mọi người. Nắng là mình sẽ dỡ cái tấm này. Tại tấm này mình dỡ được nè mọi người. Đó. Tấm này mình dỡ mình tháo xuống thì nắng sẽ vào trong này. Nhưng mà thường thì anh em có thể là ghép ở trong tối như thế này luôn sao mọi người. Nó vẫn thấy đường mà. Đây ở đây vẫn còn sáng để cho chim nó thấy đường nó ăn. Do mình chỉ che có một bên thôi mọi người, mình không có che hết. Đây mọi người thấy không? Thì mặt sau thì mình cũng như vậy, mình cũng che. Tại mặt sau là mình gá đây. Mặt sau là mình tận dụng cái AV lớn của mình. Ở sau mình cũng che một miếng, bên này mình đâu có che đâu mọi người thấy không? Thì chủ yếu là để cho nó có ánh sáng và nó có thể là nó đây nè mọi người thấy. Máng nước tắm vào đây thì mình sẽ quay tiếp cái ở dưới cho mọi người xem để mọi người nói. Mình thì một cái tất cả các lồng của mình ở trong này đều như nhau hết mọi người, thì mình đều có cây và thường thì mình sẽ bỏ cái nhãn mọi người, tại cái nhãn cái lá của nó ít rụng lắm mọi người. Đây mọi người thấy không, ở cái này cũng vậy thôi. Thì ngăn bên đây mình cũng bao ba chỗ đây, ở trong hai cây ở cái ở trong đó. Đó mọi người thấy không, cày gói mình và không bỏ cái nhãn. Thì mình cứ anh em nào cây nhãn nè, cây me nè, cây trường nè, thì là những cái loại lá nó khi mà nó khô mọi người, nó rất khó rụng. Nói chung là lâu lắm mới rụng mọi người. Mình bứt cho mọi người xem hả? Nó dẻo lắm nè. Mình lắc con không rớt. Mà nó đã gần cả năm rồi mọi người chứ không phải ít đâu nha. Nhưng mà nó vẫn không rụng. Con lửa này là lửa trống con. Con của con bông bên này mọi người. Để cho mọi người xem. Đợt trước thì con bông ở bên này thì nó là ở cao vi ở sau hè nha mình mọi người. Nhưng mà bây giờ thì mình chuyển nó qua trước luôn rồi. Đây nè mọi người thấy không? Ở đây thì thuần rồi cho nên là mình lại bỏ ít thôi. Do cây bên này thì nó cặp này nó đã chịu nhau lâu rồi cho nên là mình để thưa như thế này. Với lại một phần hồi trước mình thả cục hú đây, hú thì nó lặt hết lá rồi người. Đó mọi người thấy con máy mẹ nó đuôi dài không? Mình cũng chưa có đo nó, hồi trước thì mình đo nó là gần 14 mọi người. Con trống này là trống đuôi 21 đó, mọi người thấy nó đang dí nhau đó. Là chuẩn bị cũng sắp có tin vui rồi mọi người. Mình bỏ rơm, bỏ cỏ vô nè. Thường thì mình chỉ đi bứt cỏ mình bỏ mọi người, chứ mình không có đi mua cái cọng cỏ chổi mọi người. Đây thức ăn ở đây mình cũng bỏ ba máng, ba cái ba nơi nè mọi người thấy không? Thậm chí đây có thêm một máng nữa nè. Đó, mình bỏ như thế này á là để cho chim có thể là thì đánh nhau có chỗ ăn. Con máy này là máy bông mọi người. Nhưng mà bông thì ít lắm, nhưng mà con nó thì mùa nào cũng có bông hết mọi người. Bông không nhiều thì cũng ít, mà cũng có con cũng không có bông. Rồi, ở dưới này nữa thì mình ghép, chủ yếu bây giờ là mình ghép lửa bông thì nhiều mọi người. Ở dưới này thì mình cũng bỏ 3 máng. Ok. Đây. Con lửa trống này là trống đuôi Nhật Nguyệt mọi người. Máy thì máy con bông. Máy này là máy con của con trên nãy mọi người. Đuôi nó bây giờ mình chắc hồi bữa mình thả vô đây đến là nó được 13-1 mọi người. Giờ mình nghĩ chắc cũng có đó, hồi bữa là còn máu mà. Rồi hao nó giống như mẹ nó cũng hơi tôm.
trống đây. Thì dưới đây mình bỏ rơm ổ thì mình bỏ bên kia mọi người đó. Thì mỗi con thì mỗi kiểu mình làm cái tổ mình có cây gì mình làm đó. Thì cái này là bằng cái khùng mà để anh em chân bông đó mọi người. Thì chân bông họ bỏ thì mình lấy mình đem về. Ở phòng ở dưới này mình che kín lại nhưng mà vẫn chừa lỗ sáng đó mọi người thấy không? Thì nhẫn sáng nó vẫn rọi vào. Đây. Con máy này khá là căng, chắc cũng căng rồi mọi người. Thì clip trước mình có quay cho anh em xem thì mình có thả chim như thế nào mọi người thấy không? Máy hay đẹp không? Nói chung là cặp này nó khá là căng rồi mọi người. Mình đang hy vọng cặp này sẽ đẻ trước. Nó sẽ đẻ trước đó. Mọi người thấy nó cái lúc nào đã không? Trống này nhục nguyệt nhưng mà nó có 4 chấm bông mọi người. Mà đặc biệt cái là nó lại sợ con máy. Đó là mọi người thấy không? Nó sợ con máy. Máy này bông của mình hình như bữa mình điểm như rồi 6-7 chấm gì đó. Bông cổ, bông mặt, bông cánh, với lại bông cái ức, bông tinh lưng nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều mọi người. Thì đây mình cũng quay chia sẻ với lại anh em để nhiều anh em nói là mình thì không quay và không có cho anh em xem. Thì thật sự mà nói là mình có quay nhưng mà anh em lại không xem hết video của mình á. Cho nên là anh em lại quên. Thì mong anh em nhớ nhấn đăng ký kênh rồi thì nhớ nhấn thêm chuông để nhận thông báo sớm nhất từ mình, để có thể là ra những video nào thì nó sẽ thông báo với mọi người là mình sẽ ra video đó vậy đó. Thì mình lên mình thích thì mình nhắn và mình xem nha, chứ để xong rồi anh em bộ lướt qua rồi lội về nhắc mình để mình quay lại những video khác nữa thì khá là cực mọi người. Mỗi lần quay video đó mọi người thấy không? Giờ chỉ cần con máy nó chịu lại nữa thôi mọi người, tại vì hiện tại nó đang căng đó mọi người thấy không? Nó con trống nó hót dụ nhưng mà con máy nó lại không chịu. Thì cứ từ từ mình cứ để từ từ như vậy mọi người, từ từ nó sẽ chịu và nó sẽ để cho con trống đạp à. Như con bên em vậy, trống thì căng rồi máy vẫn chưa chịu, máy nó núp. Thì đợt này mình sẽ ghép chim bông nhiều hơn mọi người, chứ mình không có ghép chim thường. Có chứ, quên, có thường. Còn lại một cặp mẹ 14, cha 22 tôm lụa thì mình vẫn giữ bình thường mọi người. Đây là mọi người thấy không? Đây là con trống bông với lại máy bông mọi người. Trống này bông tới mười mấy gần 20 lần mọi người. Con máy này cũng là mấy con bông mọi người. Con này thì nó bông cánh, bông đầu. Nè mọi người thấy mình vẫn bỏ cái cới lùm cây như vậy. Tại vì sợ những con mới ghép lần đầu. Đây là mới ghép lần đầu mọi người. Cặp này thường là chim bông mới ghép cho nên là mình phải che chắn để kỹ hết mọi người. Mọi người thấy không? Con máy bông cũng khá là nhiều. Được rồi thì con máy này mình quên, mình đếm không biết bao nhiêu bông nữa. Nhưng mà con trống này là con trống mồi. Và cũng khá là già rồi mùa rồi mọi người. Thôi chắc mình xin kết thúc video tại đây ha mọi người. Thì mình chia sẻ với lại anh em cách làm như vậy. Còn mồi thì mỗi người sẽ cho mỗi loại mồi khác nhau mọi người. Nhưng mà cách thúc mồi như thế nào thì anh em, thì mình chỉ khuyên anh em cái này là mồi lúc nào mồi tươi lúc nào phải. Và khi một thứ nữa đó chính là cái trứng, là phải cần có trứng là thường nó là chắc vôi đúng không, thì mọi người bổ sung cái nào có vôi và canxi vào trong đó cho chim nó ăn thì nó đòi hỏi nó kích trứng tạo trứng. Và để tạo như vậy để cho chim mình nó có thể là nó đủ, nói chung là đủ đầy đủ chất khoáng dinh dưỡng đầy đủ hết là thì chim nó sẽ đẻ mọi người, chứ còn nếu mà chưa thì chim nó sẽ không đẻ đâu.
Thôi chắc mình xin kết thúc video đây nha mọi người, để mình chuẩn bị mình cho tụi nó ăn, chứ vừa cho ăn mà vừa quay thì có hỏi sơ sức xíu là nó bay ra ngoài luôn mọi người. Bay ra ngoài thì người ta sẽ bắt mắt, còn nếu mà ở vòng vòng nhà mình thì mình bắt không sao, mình bắt lại được, còn chỉ có sợ là nó bay ra ngoài thôi. Đây nha mọi người, thấy không, tổ mình thì mình thiết kế đều như nhau hết. Thì đây cái tổ này gần mình quay cho anh em xem nè, đó mình làm hết cho mình cương mặt. Thường cái này thì mình làm bằng tấm ván ép mọi người, thì tấm ván ép khá là dễ, mình có thể là mua một tấm bự về bắt đầu mình cưa mình cắt mình làm thôi. Thôi mình xin kết thúc video tại đây ha, nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho mình một like rồi đăng ký ha, và nếu sau thì mình sẽ hướng dẫn về khu. Và chè khang thì thật sự chè khang nó có bị chen chè lửa không mọi người, thì nó khác hết, thật sự mà nó ghép khang với lửa trầu màu thì khá là dễ, và chỉ có khó nhất là khú và hậu mi. Thanh tước thì thanh tước bây giờ mình vẫn chưa ghép được mọi người, do là mình vẫn không biết được cái tổ nó như thế nào. Mình có xem kênh của mấy bạn ở bên Malaysia rồi xem phim Indo, mà mình thấy cái AV của họ là giống như ngoài tự nhiên luôn, thì chim nó đẻ. Còn ở trong mình thì mình không giống được, mình hiện tại mình đang nói chung là mình đang nghiên cứu xem để làm như thế nào để cho chim nó đẻ, thì khi nào mà chim nó đẻ được thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Giờ thì mình xin tạm dừng ở đây, chào tất cả mọi người.